Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với một bài hát thánh ca có tên là Now I Knew Jesus. Và bài hát này thì mình được nghe dưới sự thể hiện của các anh ở bên nhóm Nisi. Ok, thì vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ học theo cái cách đó là chúng ta sẽ đi từ hợp âm trước, sau đó đến phần đệm cơ bản, và sau đó là phần đệm gọi là hơi nâng cao một chút. Ok chưa? Và vì là mình lại giới thiệu lại, đó là video này dành cho những người chúng ta hoàn toàn mới tinh, thậm chí chưa biết một hợp âm nào cả, nên là mình sẽ dạy thật là chậm, bạn nào biết phần nào chúng ta bỏ qua. Và các bạn, khi mình mong là các bạn không cảm thấy phiền lòng khi mình dạy quá dài, vì mình muốn là dạy cho tất cả những người chúng ta chưa biết một tí gì cả. Ok chưa? Chúng ta thống nhất với nhau như thế nhé. Ok, về hợp âm bài hát này thì bài hát này mình phải khẳng định với các bạn là rất là dễ. Bài hát này chỉ có gồm có tất cả là 5 hợp âm thôi. Và thực tế một hợp âm chỉ dùng có một lần. Còn các hợp âm khác là 4 hợp âm kia cứ thành một vòng lặp đi lặp lại. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ đi qua hợp âm. Thì về ba bài hát này kết cấu là có 3 phần. Phần đầu, phần hát bình thường, sau đó sang phần điệp khúc, và phần một phần thì mình thấy anh chị ghi là bride, không biết đấy là mình nghĩ là phần nối. Người ta tạm gọi là phần nối đi. Thì đầu tiên, phần đầu tiên chúng ta hợp âm, chúng ta sẽ chạy đó là đô át 9. Lát mình sẽ nói chi tiết hơn, nhưng mà chúng ta biết hợp âm đô trưởng, đô át 9 này, hợp âm son trưởng, đây là đô át 9 mình viết thiếu ấy, mi thứ, rê, 1, 2, 3, 4, 5. À, như vậy là có 6 âm cơ, 6 âm. Và các phần sau cũng tương tự như vậy, hợp âm cứ lặp đi lặp lại thôi. Thế giờ chúng ta sẽ từng lần lượt từng hợp âm nhé. Bài hát này ở chơi là tông son trưởng. Thì hợp âm son trưởng kia là chữ G, chữ G như này, ta sẽ bấm như sau. Và bài hát này có hợp âm đô át 9, thành ra mình sẽ bấm hợp âm son trưởng theo dùng theo cách là dùng 4 ngón. Các bạn vẫn thấy là dùng 3 ngón như thế này cũng được, tức là ngón trỏ và dây số 5, dây ngăn số 2, dây số 5 từ dưới lên này, ngăn số 2, ngón giữa vào dây số 6, ngăn số 3, ngón áp út vào dây số 1, ngăn số 3. Nhưng mà bài hát này mình sẽ dùng son bấm vào tư thế là có 4 ngón tay, thành ra là cái ngón hai ngón trên mình giữ nguyên. Còn ngón áp út mình sẽ đẩy từ dây số 1 lên dây số 2, vẫn là ngăn số 3. Còn dây số 1 ở ngăn số 3 thì mình sẽ đẩy ngón út vào. Đây. Đó, như này. Các bạn nghe. Ok chưa? Hợp thứ hai là hợp âm. Và chúng ta các bạn nếu bạn mình sẽ đi nhanh vì cũng vừa muốn đi chậm nhưng mà cũng phải muốn không ảnh hưởng quá nhiều thời gian, nên mình sẽ cũng vừa đi chậm và vừa nhanh một tí. Thì các bạn nào mà chưa bấm quen, chúng ta tạm ngừng lại để tập bấm cho chuẩn. Các bạn nhớ bấm thật chuẩn rồi chúng ta mới tuyển vào chuyển vào tiếp theo, chứ đừng cố để theo video này. Đấy, các bạn phải nghe tiếng như này này thì là chuẩn. Ok, tiếp theo là hợp âm đô át 9. Thì cái hợp âm này thì rất là dễ, chúng ta cũng không cần phải quá biết về nhạc lý. Chúng ta sẽ bấm như này, chúng ta giữ nguyên hai cái ngón áp út và ngón út này, được chưa? Rồi hai ngón này nhấc lên, thì mình sẽ đặt vào dây ngón trỏ đặt vào dây số 4 ngăn số 2, ngón giữa đặt vào dây số 5 ngăn số 3 như thế này. Nó giống như là đang ở son trưởng ở trên này thì tịnh tiến xuống ở dưới này, tịnh tiến cả hai ngón tay xuống, mỗi ngón xuống một dây, đúng chưa? Thì nó sẽ là C A D D 9. Chúng ta nhìn hợp âm, chúng ta lên trang hợp âm chuẩn.com là có tìm bài hát là nào ai như Jesus hợp âm, là sẽ có hợp âm ở trên trang hợp âm chuẩn.com. Đây, chúng ta xem lại. Đó. Tiếp theo hợp âm nữa đó là hợp âm mi thứ. Nhưng vào bài hát này thì mình khuyên chúng ta mi thứ thì bấm như này, là ngón giữa đặt vào dây số 5 ngăn số 2 và ngón áp út đặt vào dây số 4 ngăn số 2 là như này. Nhưng với bài hát này thì mình khuyên là các bạn sẽ dùng mi thứ như thế này. Mình cũng không hình như nó gọi là mi áp 9 hay gì đó, mình không không nhớ chính xác như vậy. Chúng ta sẽ bấm, ta giữ nguyên, đang giữ nguyên như này đúng không ạ? Đang đô như này đúng không ạ? Son như này, đô như này. Thì mi chúng ta giữ ngón trỏ đặt vào dây số 5 ngăn số 2 và ngón giữa đặt vào dây số 4 ngăn số 2, nó sẽ thành như này. Đó. Hơi khó một chút đấy, nhưng nếu chúng ta không quen chúng ta bấm như này cũng được, không sao. Ok chưa? Tại vì nó sẽ tiếp tục hợp âm tiếp theo, bài này nó cứ giữ một tay rất là thích. Thì đây chúng ta đang là đô trưởng như này. Rồi chuyển sang mi thứ, mi át 9, đô át 9 này, mi át 9 này.
đúng không ạ? Đây, nhìn rõ nhé, cùng một ngăn, ngón trỏ ngón giữa cùng một ngăn, ngón áp út và ngón út cùng một ngăn, còn nhìn kỹ đấy. Đó, bỏ dây số 3 đi. Rồi, chúng ta chuyển sang hợp âm re. Thì đây ạ, chúng ta lại giữ nguyên, vẫn giữ nguyên hai ngón này nhá, giữ này. Sau đó chúng ta đặt ngón trỏ vào dây số 3 ngăn số 2, ngón giữa đặt vào dây số 1 ngăn số 2 và nhấc nút lên. Đó, đấy là cái cách bấm bài hát này rất là dễ. Đây, mình chuyển lại một lượt qua nhìn này. Son trưởng này, Đô A 9 này, Mi thứ này, Rê này. Đó, Rê chính là chữ D. Rê trưởng, xin lỗi các bạn, Rê trưởng. Đó, và Mi thứ. Đó. Và phần âm nữa đó là âm La thứ. La thứ AM. Ở trong bài hát các anh dùng AM7 thì cũng được, chúng ta cứ bấm AM sau đó bỏ AM7 thì tính sau. Ở ngón trỏ chúng ta bấm vào dây số 2 ngăn số 1, ngón giữa vào dây số 4 ngăn số 2 và ngón áp út đặt vào dây số 3 ngăn số 2. Đây là La thứ, ký hiệu là AM. Và chúng ta nếu mà để theo đúng bài hát thì AM7 chúng ta bỏ ngón áp út lên là thành AM7. Đó, ok chưa? Rồi nhá. Tại vì do mình trước đây mình tự tập thành ra mình cứ quy hết sang AM7 thành AM, nên là mình giờ mình bấm không bị thành quen AM. Thì chúng ta nếu mà tập được ngay từ đầu chúng ta nên bấm chuẩn AM7 đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ về cách đánh. Thì bài hát này là chơi ở kiểu gọi là nhịp 4-4. Thì chúng ta sẽ đệm như thế này thôi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đó, và chúng ta mới thì chúng ta cố gắng là xoay cổ tay nhé. Một vài bạn hỏi là chúng ta dùng pick thì các bạn dùng pick bạn sẽ cầm thế này, thì đánh như này. Còn do mình dùng bằng mình đánh cả ngón tay nên là mình sẽ trụm hết bàn tay lại, mình đánh như này. Thì mình vuốt xuống như này. Đó, ok chưa? Xoay cổ tay nhé, chúng ta đừng di chuyển cánh tay, hạn chế không di chuyển, chúng ta xoay cổ tay sẽ nhanh hơn. Rồi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À, xin lỗi các bạn nếu mà bị ngược vì cơ bản là mình không có thiết bị quay tốt, mình quay điện thoại thì ra phải quay ngược, quay sau camera sau thì mình không nhìn thấy, mình không biết là mình đang quay cái gì nên là mình phải dùng camera trước. Ok, và với bài hát này thì hợp âm chạy như thành một vòng. Bây giờ mình sẽ đánh luôn vào phần đầu tiên nhé. Ta sẽ bấm vào hợp âm son trưởng này. 2, 3, 4. Đây là mình dạy các bạn nên mình sẽ đánh ở phần trên này, các bạn nhìn thấy, còn các bạn nên đánh ở phần dưới này tốt hơn. Nhà có bạn nhỏ hơi ồn ào một chút. Quyền năng thay danh Giê-xu, các bạn để ý thấy là các âm này mình chơi là 1, 2, 3, 4, xong rồi chuyển 1, 2. Quyền năng thay danh Giê-xu, Chúa muôn loài, Ngài ngự trên ngôi cao xa quyền thế. Đấy, hợp âm Đô A 9 son và đô thì là chơi 4, một lần 4 nhịp, là tức là 1 2 3 4 thì mình viết như vậy là một lần 4 nhịp. Ok chưa? Thực ra nó không chính xác đâu nhưng mình gọi cho nó quen thôi. Tức là đánh 4 lần thì gọi là 4 nhịp cho nó dễ. Còn đến phần mi thứ và re chúng ta sẽ chia chúng ta sẽ phải chia ra. Ngài ngự trên ngôi cao xa quyền thế. Thì như vậy là đáng lẽ ra chỗ này nó sẽ đánh một lần 4 nhịp, nhưng mà vì một cái chỗ này có hai âm thì ra mình phải chia đôi, thì cái mi thứ chỉ đánh 2 và cái re trưởng cũng chỉ đánh 2 thôi. Tức là như này. Ngài ngự trên ngôi cao sang quyền thế một đó. Ok chưa? Và tương tự như vậy, tiếp theo sang phần thứ hai chúng ta lại tiếp tục.
thế. Mọi vân khiêm cung kính tôi trước ngôi ngài, ngàn tiếng ca vang cùng hòa dâng lên. Đó, những phần này thì là đô át chín đánh bốn này, son đánh bốn, la thứ bảy đánh bốn và rê trưởng đánh bốn. Ok. Ngàn tiếng ca vang cùng hòa dâng lên. Cao quý thay lòng con tôn kính ai. Đó, tất cả đều là một lần bốn nhịp đúng không ạ? Tất cả một lần bốn nhịp. Và tiếp theo Chúa ngài thanh tín thay, ngài công chính thay, nào ai như dễ vậy là đều là một lần bốn nhịp và đánh mình chúng ta đánh cơ bản thì chúng ta cứ xuống đều như vậy và cứ đều từ đầu đến cuối hoàn tập như vậy. Còn một chút nữa ở phần sau mình sẽ đánh ở phần nâng cao hơn một chút thôi, thì chúng ta nếu học xong cơ bản rồi các bạn có thể sang phần nâng cao. Ở phần nâng cao thực ra cũng chỉ đơn giản thôi, đó là chúng ta thay đổi đi, vì nếu chúng ta đánh từ đầu đến cuối một kiểu đánh đơn giản như vậy thì sẽ làm cho tinh thần bé có vẻ nó hơi bị trầm, nó cứ đều đều thôi, nó sẽ không có cái gì cao trào cả. Thì mình chỉ làm sao nó thay đổi một chút để nó cao trào hơn thôi. Ok, và tiếp theo đến phần nối. Nào ai như Giê-xu, nguyện chúc ta cho danh ngài đến muôn đời, đến mình vừa đánh hòa bom đô trưởng bình thường đó chị. Nào ai như Giê-xu, nguyện chúc tán cho danh ngài đến muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời, nguyện chúc tán đó. Như vậy thì cái cách lặp bao nhiêu lần thì tùy các bạn thôi, các bạn có thể tốt nhất là xem lại bản nào anh như Giê-xu của các anh ở bên Nissi, chúng ta sẽ có cái cách để phù hợp nhất đó. Ok chưa? Rồi bây giờ thì các bạn cứ theo như vậy thôi, tập thật là chậm thôi, sau đó chúng ta tăng tốc dần chứ đừng tập ngay, tập đúng nhịp phách trước, nếu mà cần thì đệm cho người khác hát đã. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu mới biến tấu. Ok chưa? Thì bây giờ chúng sẽ đến một phần nâng cao. Thì mình nâng cao thì là dành cho các bạn đã biết rồi, nên là mình cũng chỉ là đánh theo cái cách mình vẫn đang đánh thôi, và mình theo cái cảm nhận của mình thôi. Chúng ta có thể đây là một cái sự tham khảo, không nhất thiết chúng ta phải đánh như thế này. Ok chưa? Rồi. Trên nơi cao xa quyền thế.
Cái phần đàn của mình, xin lỗi vì một vài bông mình cũng quên mất. Ok, thì đấy là chúng ta trên tinh thần là chúng ta học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Và như vậy thì khi mà có bất kỳ một cái điều gì chúng ta cảm thấy khó hiểu hay cần góp ý thì rất là mong anh chị em chúng ta hãy để lại những bình luận bên dưới. Và cảm ơn tất cả anh chị em và nguyện Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi là đấng mọi sự, nhờ Chúa là đấng ban sức. Đó là câu khẩu hiệu mà khi mà chương trình này Guitar Thờ Phượng được bắt đầu thì đó là khẩu hiệu mà Tin Lành Trẻ muốn dành cho chúng ta, câu Kinh Thánh ở trong Philip chương 4 câu 13. Cảm ơn Chúa và xin Chúa ban phước trên tất cả anh chị em.